Dạ vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay thì em về thêm được một ít đồ của bác này. Đấy, dưới đây thì em về được 3 cặp chép rời ha. Đấy, 2 cặp CBL rất là khủng long các bác này. Đấy, cặp này là cặp CBL 2420 ha. Đấy, em bán lai rai lâu lâu về một cặp ha. Đấy, hôm nay về được 2 cặp. Và đây là cặp CBL LE 175. Đấy, em về 2 cặp khác nhau. Cặp này thì nó nhỏ hơn cặp này ha. Đấy, cặp này khủng hơn. Những cặp này thì rất là gấu rồi. Rồi bên trong đây thì em về được 2 cặp Boss 301 Series 2. Đấy, và em về tiếp được 2 bộ micro Đức ha, IMG này. Và bên đây là cặp loa Boss trợ lời ha, và 2 cục đẩy Mỹ này. Rồi, và ở phía trước này thì em có một con Đờ Nông. Đây là âm ly Đờ Nông ha. Model là BMA 3904 La Mã. Đấy, con 3904 La Mã ha. Các bác cùng xem, nó còn đẹp lắm, mặt mũi này. Mặt mũi rất đẹp ha, chơi được ABA cộng B. Bát chép ba lăng low net các bác. Đấy, volume đây, những đường vào đây. Con này thì các bác đánh những cặp bát 25 hoặc là 30 của Nhật ha. Đấy, loa Mỹ cũng được, các bác dùng để nghe nhạc. Đấy, Đờ Nông 3904 La Mã. Dòng này thì rất là quen thuộc. Rồi em mở cho các bác xem bên trong phần nội thất. Đây, các bác cùng xem bên trong nội thất này. À, tất cả là zin hết ha. À, các bác xem những con tụ này. À, tất cả là zin nguyên bản hết. Nó chạy 4 xò than này các bác này. Đây ha, 4 con. Nguồn bên đây đây. À, tất cả là zin nguyên bản hết. Rồi và đây là phía sau của âm ly. Những đường vào CD tuner AUX này. Có rề out ha, nằm rề được này. Trở kháng là từ 4-16, A cộng B là 8-16 này. Rồi con này được 100 ha, công suất là 135W này. Đấy, Max In Sex ha, Cộng Hòa Sex các bác. Đấy, hàng bãi Nhật về ha. Rồi, Đờ Nông 3904 La Mã, màu vàng chanh. Đấy, con này là 2.9 ha. 2.9 em bao ship toàn quốc này. Đấy, tất cả là nguyên bản hết, hoạt động hoàn hảo rồi. 2.9 bao ship. Rồi và tiếp theo thì em quay cho các bác xem một cặp loa Boss ha, Boss trợ lời. Cặp này thì rất đẹp và cực kỳ hiếm các bác. Đấy, ở phía trước là một cái EK bằng sắt ha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác. E căng này. Đấy. Rồi em tháo quay cho các bác xem bên trong. Bên trong thì nó có một cái điều hướng. Đấy, nó có thể rớt ra ha. Nó có hai cái gài này các bác này. Hai cái gài móc ở đây ha. Đấy, móc ở đây nó sẽ dính ha. À, đây là một cái điều hướng các bác này. Đấy, mình có thể xoay ha. Xoay những cái thanh này này. Đấy, là cái âm thanh nó sẽ theo cái hướng này nó ra. Đây cũng vậy ha. Đấy. Dòng này nó bổ sung thêm một cái điều hướng này. Đây, bên trong là một cái bát, một cái loa toàn giải ha. Đây, một cái loa toàn giải 12 cm. Và cặp này trùng CD ha. Đây, em mở hai cái này ra quay cho các bác xem cái tuyến loa. Đây, đây là tuyến loa của nó đây. Đây. Hai cặp này là trùng CD luôn các bác. Đây, các bác xem nhiều cái cặp loa hàng bãi á, này, cặp này như cặp này là trùng CD này, nhưng mà hai cái màu bát nó vẫn khác nhau ha, một cái màu xanh xanh này, một cái màu vàng vàng này, đấy, đều là do nhà sản xuất ha, đấy, trùng series luôn, trùng cặp với nhau luôn, nhưng mà hai cái màu bát vẫn khác nhau, đấy, cho nên là những cái cặp mà nó khác nhau thì nó cũng là một thứ màu thôi, các bác cứ yên tâm ha, đấy, như cặp này là trùng series luôn này, rồi và đây là xung quanh của loa đây, cái này nữa ha, cặp này về cũng còn khá là đẹp, đấy. Rồi đây là phía sau của cặp loa đây, đấy. Model là 101 SDVM ha. Công suất mát một thùng là 150W, trở kháng 6 ohm. Và cái CD của nó là các bác 002026 ha. Đấy, và bên đây cũng vậy. Đây, em lấy nét điện thoại cho các bác dễ thấy. Đấy. Đấy, 002026 là các bác này. 150W. Đấy, một cặp Boss trợ lời của Mỹ về. Rồi, cặp này em có xin báo giá với các bác luôn. Các bác có thể nghe nhạc trong phòng rất là hay ha. Cặp này là 2.4 triệu các bác, 2.4 triệu bao ship ha. 2.4 triệu bao ship cặp này. Rồi, hai cái điều hướng đây. Rồi, và em sẽ quay tiếp tục những cặp chép CBL cho các bác xem. Đây là cặp chép nhỏ. Cặp này cặp CBL 2412H. Made in Mexico ha. Made in Mexico. Đấy, cái này thì nó hơi xước xước ha. Hàng tháo thùng cho nên nó hơi xước các bác. Đấy, Made in Mexico này.
Đấy, một cặp như vậy ha, một cái đẹp, tem đẹp, một cái tem xước ha. Đây, ở phía trên là cái chỗ xoắn vào cái họng các bác này, cái đầu xoắn này. Chip này thì được tháo trong loa CBL 112 này, hoặc là 115, hoặc là CBL 8340 ha. Đấy, nó nằm trong những cái dòng loa như vậy. Bass 30 cũng có, và bass 40 cũng có luôn, bass 25 cũng có luôn, đều xài cái dòng chip này ha. Đấy, dùng để karaoke và nghe nhạc thì tiếng cũng rất là bén các bác này. Chip kèn đấy, chip kèn của CBL. Rồi, tất cả hoàn hảo ha, nguyên bản hát hoàn hảo. Cầm này em có xin báo giá với các bác là 2 triệu 6 ha. 2 triệu 6 cặp chép này là em bao ship này. Đây, 2 triệu 6 bao ship. Rồi, và tiếp theo là hai cặp chép rất là khủng của CBL. Đây, em quay cặp này trước ha. Cặp này là cặp LE175 các bác này. Đây. USA ha. Đây, Los Angeles các bác này. USA. Đấy, thương hiệu CBL này, cái chữ nó hơi bé, CBL. Rồi, và cái họng là các bác cùng xem đây. Cái họng của nó là model là đây các bác này, H91 ha. Đấy, model là H91. Đấy, USA luôn các bác này, họng là họng CB luôn ha. Rồi, và em quay chi tiết cho các bác xem cái cũ của nó đây. Đấy, hàng bãi Mỹ về ha, cũng còn rất đẹp. Và tất cả là xin tuyệt đối hết. Đây, tất cả là xin 100% ha. Chạm loa này các bác này, đây là chạm vào loa ha. Đấy, và rất đẹp luôn, đẹp cả cái họng luôn các bác này. Đấy, quay cho các bác xem. Họng nó cũng đẹp ha. Cái cũ đây, tất cả là nguyên xin nguyên bản và hát hoàn hảo rồi. Rồi em dựng lên quay cái họng bên trong cho các bác xem này. Đấy, họng bên trong đây ha. Rất là dài các bác. Đây. Họng của nó rất dài ha. Rồi tiếng những dòng này thì các bác khỏi chê luôn. Tiếng của nó cực kỳ là sắc nét, rất là bén ha. Đấy, dùng để nghe nhạc cực kỳ nét luôn các bác, siêu phẩm ha. Rồi cái cặp mà LE175 này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đây, cặp này thì em đang bán là 14 triệu 5 em bao ship ha. Cặp chép này 14 triệu 5 em bao ship này, tất cả là nguyên xin nguyên bản hết và hát hoàn hảo rồi. Đấy, 14 triệu 500 là em bao ship. Rồi và tiếp theo là cặp khủng hơn. Cặp này rất là khủng các bác. Đây, CBL 2420. Đây, 2420 ha. Rất đẹp luôn các bác xem. Đây, nó đẹp như mới luôn ha. Em quay từng cái cho các bác xem này. Đầu tiên là cái cũ này. Đây, cái cũ đây. Quá mới các bác. Đây là cái họng đây. Đây. Siêu đẹp luôn ha. Cái họng của nó là 2307 ha. 2307. Rồi và tiếp theo là cái này. Rồi. Đẹp như mới luôn, tất cả là xịn tuyệt đối hết, xịn nguyên bản hết. Rồi, cái này nó mới xuất sắc luôn các bác. Rồi và đây là cái họng phía trên đây. Tổng thể đây ha. Rồi, CBL, cặp chép CBL 2420. Đấy, tất cả là đẹp xuất sắc và xin nguyên bản. Đấy, em có xin báo giá với các bác ha, cặp này là 16 triệu 5. Cặp này ha, 16 triệu 500 là em bao ship này. Đẹp xuất sắc các bác, 16 triệu 5 bao ship. Rồi, và tiếp theo là hai bộ micro Đức. Đấy, em về được hai bộ nữa ha. Đây là dòng mic IMG này các bác này. IMG ha. Đấy, cái đầu thu của nó đây. Rất là nhỏ gọn. Phía trước có một cái màn hình hiển thị ha. Và đây là nút nguồn này, tắt mở ha, nhấn liền 2 giây và tắt các bác cũng nhấn liền 2 giây. Đấy, lớn nhỏ volume đây. Và đây là những cái nút set tần số ha. Đấy, các bác không nên nhấn vào những nút này, nó sẽ lạc cái tần số với lại cái tai mic. Đấy. Đây là cái đầu thu đây. Dòng mic bán rất chạy các bác và tiếng thì siêu hay luôn. Đấy, made in Germany ha. Mic bãi Đức về, hai cái đầu cắm cây sống này. Đấy, cây sống có đủ ha, cây sống đi kèm. Đấy, và đây là hai cái đầu ra của micro này. Đấy, đường Canon cũng được hoặc đường 6 ly ha. Đấy, có nguồn đi theo các bác này và có 6 ly ha. Có jack 6 ly các bác cắm xuống vang này. Rồi, đây là cái đường cấp nguồn. Và đây là cái tai mic này. Đấy, tai mic ha. Mic này thì em quay cũng khá là nhiều rồi, cho nên em quay nhanh nhanh cho các bác xem ha.
một dòng mic rất là đẳng cấp trong cái tầm giá này thì vô đối các bác. Đấy. Vô đối ha, không có đối thủ trong cái tầm giá 5 triệu này ha. Là các bác không thể tìm được bộ mic nào mà hay hơn bộ này luôn. Đấy. Rồi đây là cái tai mic đây. Rất đẳng cấp ha. Một cái mặt hiển thị ở đây. Pin và tần số. Đấy, một nút tắt mở đây các bác. Đấy, tắt mở này. Rồi và em có mở một cái mic ra em quay cho các bác xem bên trong này. Đấy, bên trong là cái chỗ gắn pin ha. Pin pin tiểu đấy, pin của nó. Đấy, hai cục ha. Chỗ này mình mở ra, mình gắn hai cục pin vào đây. Rồi mình đậy lại ha. Rồi. Rồi và đây là cái phần tiếp xúc này của cái củ này. Đấy, cái củ này thì mình xoáy vào đây ha. Đấy, cái này mình xoáy vô. Đây là cái củ mic này các bác này. Rồi đầu chụp đây ha. Rồi mic IMG hàng bãi Đức ha. Đấy, nhắc lại với các bác là hát tiếng hay như ca sĩ luôn. Đấy, lúc nào quay em cũng nói cái câu này hết. Rất là trung thực, rất là sáng ha. Nó có cái độ xì rất là hay. À, IMG Gemini các bác ha. Mic Đức này. Model TXS707OCG ha. Đấy, một dòng mic cực kỳ hay, em bán rất là nhiều. Đấy, và sẽ nhập rất nhiều ha, nhập rất nhiều về bán cho các bác. Rất hay các bác, hát như ca sĩ luôn, tiếng rất là trong, nhẹ, hát rất nhẹ ha. Rồi em về được hai bộ, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, tất cả là đẹp xuất sắc ha, nguyên hộp. Đấy, mỗi bộ là 5 triệu đồng ha. Đấy, một bộ là như vậy này, là 5 triệu đồng này. Đấy, các bác chuyển đủ thì em bao ship ha. Còn các bác cọc thì em không bao ship. Đấy, micro thì em bán không bao ship ha. Còn các bác nào mà chuyển đủ thì em vẫn bao ship. Còn các bác cọc tầm 500 ha thì em không bao ship ha. Đấy, một bộ là một đầu thu, một tai mic ha. Các bác mới các bác lưu ý giúp em là một bộ là chỉ có một tai mic thôi. Đấy, như vậy là 5 triệu đồng này. Rồi, tiếp theo là em quay những cặp loa Bose. Hai cặp loa Bose 301 CD2. À, có một cái thanh này em gắn ngược này. À, cái chữ Bose nó phải quen xuống đây ha. Em gắn ngược. Hồi nãy em mới vệ sinh em gắn ngược các bác. Rồi, đây là hai cặp Bose 301 CD2, cặp số 1 này. À, cặp số 1 đây ha, cũng còn ai căng còn rất đẹp. Thùng vắt thì có chảy xước các bác, lát em quay chi tiết cho. Tại vì cặp này em cũng bán xả. Này, cặp này bán 5 triệu đồng này. Rồi, đây là tuyến loa của cặp số 1 đây. Đấy, cái màng bát nó màu xanh xanh ha. Và tất cả là thay gân rồi. Đấy, cặp số 1 này ha, là thay gân rồi nè. Cặp số 2 là chưa nè. Cặp số 2 là gân zin. Cặp số 1 là thay gân rồi các bác. Đấy, cặp này về một gân ha. Nó sản xuất trước cho nên là nó một gân trước các bác. Thay gân rồi. Đấy. 301 CD2. Và cặp này thì về nó có tình trạng như vậy ha. Đấy, nó bị nứt cái đề can trên đây này các bác. Đấy, nứt đề can trên đây ha. Đấy, phần gỗ thì không có đâu các bác xem này. Đấy. Nó chỉ bị nứt cái phần trên thôi. Đấy, phần gỗ không có này. Nứt phần trên ha. Đấy, vẫn rất là chắc chắn, các bác cứ yên tâm ha. Rồi em mở chép cho các bác xem. Cặp này thì tất cả là nguyên bản hết, chỉ có thay gân thôi. Thay gân thì mục thì phải thay thôi các bác. Đấy, mỗi loa là hai chép ha. Hai chép giấy đây. Ở dưới cũng vậy này. Đấy. Mỗi thùng là hai chép. Đây, cái chép này mũi nó hơi móc vào. Rồi, và đây là phía sau của cặp loa số 1 đây. Đây, phía sau đây ha, cũng còn khá đẹp. À, cặp này em để ngược các bác. Bê vào gấp quá. Gấp quá để ngược luôn. Đấy, các bác thông cảm ha. Đấy, led dry này. Cái trên là cái dry này, là cái phải ha. Và cái dưới là cái led này. Đấy. Cặp này là red tie đầy đủ ha, các bác cứ yên tâm. Em bê quay phim gấp quá bị ngược các bác. Đấy, tình trạng thì em vừa báo cho các bác ha. Em có xin báo giá với các bác luôn. Cặp này là 5 triệu đồng ha. Là em bao ship. Đấy, chỉ có thay gân thôi. Tất cả còn lại là nguyên bản hết. Hát hoàn hảo rồi. Đấy, 5 triệu đồng bao ship ha. Đấy, nó bị nứt cái đề can chỗ này. Đấy, phía trên thôi ha. 5 triệu đồng bao ship. Rồi, và tiếp theo là cặp 301 CD2, nhưng mà cặp này đẹp hơn. Rồi, e căng em mới tháo ra. E căng còn rất đẹp ha. Rồi, cái e căng phía trên đây. Cái trên thì nó hơi vàng vàng. Rồi, em tháo cả hai cái em quay cho các bác xem tuyến loa. Cặp này thì gân zin.
Đấy, gân này chưa mục ha, còn xài cực kỳ tốt luôn. Đấy, vài năm chơi xi nhê các bác. Đấy, gân này. Cặp này thì bát nó màu xanh hơn tại vì nó chưa thay gân, cho nên là cái bát nó còn màu đẹp ha. Đấy, chỗ này nó dính dơ các bác, tất cả là nguyên bản hết, hoạt động hoàn hảo các bác. Cặp này thì đẹp, thùng vắt em quay cho các bác xem, thùng vắt thì trông có đẹp hơn cặp kia. Đấy, bên hông này nhưng mà nó cũng có cấn ha, em quay những cái vết cấn cho các bác xem. Đấy, bên hông đây, đây vận chuyển về nó bị cấn nhẹ nhẹ những cái phần như vậy này. Đấy, rất là nhẹ thôi các bác, những cái góc mà nó hay bị cấn lắm. Đấy, rất là nhẹ ha. Đấy, và dưới đây cũng vậy này. Đấy, nó cấn nhẹ cho nên nó hơi nhanh lại cái đề can này các bác. Đấy, rất là nhẹ thôi ha, những cái phần này thì rất là nhẹ rồi. Rồi đây là phía sau của cặp loa đây. Đấy, cặp này đẹp ha, phía sau rất đẹp. Đấy, bộ 301 Music Monitor Series 2 ha, USA các bác. Những cặp này sản xuất ở Mỹ ha. Đấy, trở kháng 8 ohm, công suất tầm 150W một thùng. Bốt 301 thì các bác nghe nhạc cũng được và karaoke cũng rất hay. Bốt thì các bác làm gì cũng hay ha. Rồi và em mở cho các bác xem những cái tuyến loa chép. Đây. Mỗi loa hai chép. Những cái chép này thì không có bị móp, còn rất đẹp. Đấy. Đấy, cả bốn cái rất đẹp ha. Rồi, cặp này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đây, cặp này thì em đang bán là 5.9 ha. 5.9 cặp này là em bao ship này. Còn rất đẹp, 5.9 bao ship. Rồi và tiếp theo là cục đẩy EMV Q66. Đấy, con này hôm bữa em có quay rồi này mà bác kia bác chốt ha. Bác chốt mấy ngày mà bác không có cọc các bác. Đấy, bác không đủ tiền lấy ha, cho nên là giờ em quay bán lại. Đấy, một bác khách quen. Rồi con này là con EV Q66. Đấy, hôm bữa rất là nhiều bác gọi luôn này, tại vì bác kia chốt trước cho nên em để trước ha. Đấy, khách quen thì em để thôi, còn khách lạ thì bác nào cọc trước thì em bán trước ha. Đấy, đây là con EV Q66, nút nguồn đây các bác này. Và hai vô lâm nó nằm phía sau, mặt mũi cũng còn khá là mới ha. Con này chạy 20 sò. Đây là nắp lưng đây. Đấy, cũng còn rất đẹp, một vết xước dằm ở đây thôi. Rồi đây là bên trong nội thất đây. Con này thì bên trong là quá tuyệt vời luôn, một cái nguồn lớn các bác, nguồn xuyến ha, cực kỳ nặng luôn. Rồi đây là vĩ mặt của con EV Q66 đây. Con này sản xuất tại Đức ha, cho nên là các bác xem vĩ mặt của nó này, những con tụ siêu nhỏ luôn. Đấy, rất là đẳng cấp ha. Đấy, 4 tụ lọc. Và đây là sò đây. Con này nó chạy tổng cộng là 20 sò sắt. 20 sò sắt ha, sò ON của Mexico. Bên đây 10 con này, bên đây 10 con nữa ha. Tổng cộng 20 sò sắt Mexico. Đấy, phía sau là những cái vĩ mặt đường vào này. Ra loa này. Đấy, đối với con này thì các bác chơi full 40 rất là căng. Những cặp full 40 của Mỹ, của Nhật ha. Các bác chơi vào là cực kỳ căng luôn. Đấy, tiếng của nó thì các bác khỏi chê. Cực kỳ sáng ha, rất là mạnh. Hai volume phía sau này các bác. Đường vào này các bác lưu ý ha, input là đường vào này. Đấy, hai cái ha, bên đây hai cái. Còn hai đường này là hai đường line ha, hai đường nhông tín hiệu ra đấy, các bác có thể nhông xuống một cục đẩy nữa. Đấy. Và đây là đường cấp nguồn này. Con này công suất tổng của nó là được 1200W ha. Đấy, chia hai cân là được 600W một cân này, trên 4 ohm này. Nó đánh từ 4 đến 8 ohm. Con này đánh drip tổng là 1200W. Cái drip này thì các bác dùng để đánh sub ha. Đánh sub thì các bác chơi cầu này. Đấy. Còn các bác chơi full thì các bác chơi hai cặp này ha, chơi hai cầu này. Đấy. Nhưng mà các bác đánh full thì các bác không được cắm sub ha. Đấy. Như vậy nó sẽ cháy đẩy. Một là các bác gạt drip, các bác chơi sub thôi. Hai là các bác chỉ gạt CT, các bác chơi hai cầu này ha. Đấy, nó có cái nút nhấn ở đây này. Đấy. Nhấn vào đánh drip, đánh sub, nhấn ra là nhấn đánh normal ha. Normal là đánh hai cầu này. Đấy. Rồi, con này các bác chơi full 40 rất là căng. Em cũng xin báo giá với các bác luôn. Tất cả là hàng xin tuyệt đối hết, xin nguyên bản. Đấy, giá của nó là 6.500.000 ha. 6.500.000 con này là em bao ship này, chạy 20 sò. Rồi và tiếp theo là con Crown. Đây là con Crown Sierra 2000 ha. Đấy, Crown Mỹ này các bác này. 2 cân 2 volume đây. Đấy, một đốt nguồn đây.
con này về cũng còn khá là mới rồi, các bác xem ha, khá là mới. Và đây là nắp lưng đây. Rồi, bên trong nội thất các bác. Rồi, một cái nguồn lớn đây ha. Và nó chạy 24 sổ sắt các bác. Bên đây nữa ha, mỗi bên 12 con. Rồi, tổng cộng là 24 sổ sắt. Sò là sò Motorola ha. À xin lỗi các bác, sò ON của Mexico. Đây. Ví mặt đây. Sò ON của Mexico ha, chạy 24 con. Rồi, đây là phía sau của cục đẩy này. Rồi, đường vào là 6 ly Canon, các bác cắm thẳng vào đây ha. Đây là quạt tản nhiệt này. Hai cầu loa, loa là nó ra đường Neutrik ha, Neutrik Big Công. Đây các bác mua cục đẩy thì em tặng cho các bác hai cái jack này ha, cả dây jack luôn, về các bác cắm loa. Rồi, và điện của nó là điện 230 cho tới 240 này. Dòng Mỹ xuất châu Âu ha, 230 240. Đây là cái đường vào nguồn cấp nguồn đây. Made in USA các bác. Đấy, sản xuất tại Mỹ ha. Con này công suất tổng là được 1200W này các bác. Con cờ rau này ha, công suất tổng 1200W, đánh từ 48 ohm. Các bác chơi full 40 rất là căng. Đấy, chất tiếng cờ rau thì siêu đỉnh này, các bác cứ yên tâm ha, rất là sáng. Rồi con cờ rau em cũng xin báo giá với các bác luôn. Cờ rau xe 2000, con này 8 triệu đồng ha, 8 triệu đồng là em bao ship này. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.